thôi, ba đâu thì sao ấy. Hôm nay sẽ chơi trốn tìm ở trong ruộng riêng này nhá. Ai là người bị tìm thấy cuối cùng sẽ giành giải thưởng, đó là 20 triệu. Hai mươi triệu nhá. Đấy. Cũng như lần trước là ruộng riêng cũng khá là dặn, sẽ phát cho mỗi anh em một bộ quần áo bảo hộ. Đây. Và mỗi người sẽ có lần này chỉ trốn 5 phút thôi nhá. À thôi, cứ cho 10 phút đi. Cho trốn kỹ kỹ tí. Đấy. Mặc chỉ vào. Cần 5 phút này. Ok. Người tìm thấy cuối cùng là sẽ được 20 triệu. Không được nha, không được phép di chuyển chỗ trốn nhá. Ai ở đâu là phải tìm được chỗ trốn là sẽ ở im ở đấy. Đấy. Có được chỗ trốn không anh? Không phải đợi đâu, cũng phải là cho đẳng cấp đấy. Đúng rồi, cho phép trợ giúp. Cho phép trợ giúp. Đấy, bây giờ mình anh sẽ ra lên tận trên kia 10 phút sau anh quay lại nhá. Ok. Trốn đi nhá. Nghe nha, được tí. Nghe cho anh nhá. Ờ. Có không? Quả đây nó luôn chơi quá không ạ. Hôm nay Mare đang ở nhà thì Mare ca rủ đi là quay video thử thách vui trốn tìm kia mọi người ạ. Món này đúng sở trường của mình thì không bao giờ chịu thua luôn mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ thể hiện kỹ năng vui trốn tìm của Mare nhé. Cái vườn này nó cao ngập đầu Mare luôn. Còn riêng à. Wow. Hảo thua. Mà lại còn rộng nữa chứ. Thế nên là này con chú có con chú có trợ giúp không? Có chia không, chia như thế nào? 500 thôi. Được, 500 cũng được. Vào đây 500 nhá. 500 rồi á? Cháu mạnh nhất, cháu cho mỗi người 500. Ok ai kẹo chú ra nó mà xuống anh nó phải rộng này đâu. Trước tiên mà để khảo sát địa hình nha mọi người ạ, để xem em có chỗ nào kín nhất mà Ma Đại Ca không biết. Ma Đại còn chỗ Ma Đại Ca không nghĩ ra cơ. Cái chỗ nào nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Let's go. Ôi trời ơi, giật mình, giật hết cả mình. Ui, có cô nào giận chú Đại ơi. Bên này cao nhất. Cao á? Ngồi đây. Không. Bây giờ mà nằm danh đến đây. Nằm danh đến đây. Thì mà lại cá biết thua. Bây giờ cháu phải chơi trội. Cháu phải nằm ở góc riêng. Đứng ngồi trong góc riêng. Xong bây giờ con chú phủ riêng thêm cho dạy gốc. Ok không? Ok. Đi. Nhấc nó vào góc này to nhỉ. Đây. Không, cái ngồi từng lê lê này thôi, nó lại cao không để ý. Ngồi vào giữa bụi mà làm đứng đây. Đấy. Cái này. Đấy. Ngồi giữa đây này, không để ý kia, ý bên kia nhỉ. Rồi, bây giờ chú nằm một góc này nhé. Okay. Ngồi một góc này. Xong bây giờ chú phủ vào. Đội mũ lên. Có mấy phút rồi đấy. Có mấy phút thôi. Nhanh đi, đang đi chỗ trốn. Đang ngồi xuống. Cái gốc dương này nó không chắc chắn gì cả. Gốc nào không chắc chắn. Đấy, để đây. Thôi bọn chú phủ là được mà. Vì đang đi mày phải cổ quá. Để thêm mấy cái cây dương phủ lên cho nó. Chí mày nhé. Mày đá một chân nữa chưa luôn.
lương. Dạ, đã có lương rồi, chửi lại. Một tí mà. Đúng rồi, nhưng mà mát ra không để ý. Tầm chung á, chung quanh rồi nhé. Nhớ 5 lít đấy. Ok. Tiền mà được á, toàn 6 lít luôn, 5 lít. Anh phủ kín mà nhé anh ơi. Ơi. Qua uy tùy một, thoải mái rồi, Cũng ngồi đây nhé, bạn đi trốn nhé. Ok. Nhé nghe con còn 10 phút, còn 10 phút. Ok, ok, ừ, đấy, ok. Đấy, bọn mình trốn đi lại đi, anh không bên này. Đấy, mới đây là vừa, kiếm được cái chỗ trốn uy tín rồi ạ. Không, anh trốn xa xa ra không nhớ, anh bị phát hiện, em cũng bị phát hiện sao. Mà để trốn trong góc giường, mà để cả không bao giờ ngờ được là mà để ngồi trong góc giường. Bình thường là cứ trốn ở trong rãnh nhé. Thế nên là bây giờ, à không, từ từ. Mọi người biết mà để đang nghĩ gì đi không? Hôm nay phải trôn mà để cả một vũ. Bây giờ mà để phải lừa, để một đôi dép, để làm dấu ở đấy. Xong đi ra bẫy ỉa. Phải ỉa, phải ỉa, phải ỉa cho mà đại ca nhận gì. Xong rồi đi vào thấy đôi dép của bảo đệ đấy, đi vào thì thấy đôi dép của bảo đệ, xong bắt đầu là đi cứ dọn dẹp vào là tìm bảo đệ ở trong cái bụi đấy để nhắm đến cứ trà. Ok, cứ trà đó. Kỳ thế. Dạ mần. Để chạm cứu nàng nhỉ. Đây, đi lên đây đi. Đến đây. Đến đây. Trước khi hiểu thì cho một vãi đại. Vừa nước đáy, vừa ỉa. Mà đây cả mình trốn. Trốn đến tận rốn. Mù khải đi. Xong rồi để dép vào đây. Để dép vào đây. Để dép vào trong đây. Để dép vào trong đây. Xong bắt đầu để dép vào trong đấy. Xong rồi má đi chơi ở đây. Thì má đi cá thấy dép. Thấy dép đang bắt đầu. Má đi cá biết là má đi giúp vào trong kia. Một chiếc vào trong. Đấy. Thì hướng đi vào trong kia. Thì má đi cá nhậm gì cứ trễ. Đi trốn mọi người ạ. Bà đi trốn.
Chú. Hôm nay mình quyết tâm, hôm nay phải chơi thật sự, chơi hết cỡ để giành được 20 triệu nha mọi người nhé. 20 triệu mà để về sẽ mua một con cá coi con, nuôi cho nó trưởng thành, đẹp mê ly luôn. Trong này, kỹ thì kỹ thật mà, lắm muối quá mọi người. Bao nhiêu muối ấy à, những cái trong cái ruộng này nó rộng quá, có nhiều muối vô cùng luôn mà có ve ve vô vô. Biết thế hôm nay mình mang mang cái thuốc sao phèo đi để bôi muối. Thuốc đấy mà để hay mang đi rừng ấy, chống vắt đấy, chống vắt mấy cả chống muối các kiểu côn trùng ngứa nhá, các bôi để chống. Này lại quên mang. Thôi, ngồi đây chờ 20 triệu. Tí nữa mấy chú mấy anh bị bắt hết là mình được 20 triệu. Mà chắc là phê thế. Lâu đấy nhỉ, nhưng mà mãi mà đại ca chưa đi tìm hết nhỉ, không biết là có ai bị bắt chưa ấy. Mà đại phát thanh nghỉ lâu lắm rồi đấy, muộn lắm rồi mà đại ca chứ không bắt được ai à. Ra xem nào, mất sắp tí muộn, tối lắm rồi, nằm đây lạnh lắm mọi người ạ.
các thứ thì ba giấu hết rồi sao vậy?